Thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo đề tài Hồi giáo tại Á Châu. Xin mời quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những phần tin hấp dẫn quan trọng về Hồi giáo cũng như Thiên Chúa giáo. Theo lịch sử Hồi giáo thì đạo này đã được truyền bá vào Ấn Độ và Trung Quốc ngay từ giữa thế kỷ thứ 7, tức trong những đầu năm mới được thành lập. Vai trò truyền đạo chủ yếu do những người Thổ Nhĩ Kỳ nói tiếng Ba Tư. Vì họ là những người theo đạo Hồi rất sớm, họ có biệt tài cưỡi ngựa bắn cung, đấu kiếm và rất hiếu chiến như quân Mông Cổ sau này. Trong hai thế kỷ 7 và 8, những đoàn kỵ binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn chiếm toàn Bắc Ấn và Trung Á. Năm 751, toàn dân xứ Turkistan theo đạo Hồi, quân Hồi tràn qua biên giới Turkistan, tiến vào phía Tây Trung Quốc, đụng trận với quân nhà Đường trên sông Talat. Quân Đường thua trận phải bỏ chạy, vùng Tây Bắc Trung Quốc trở thành lãnh thổ Hồi giáo. Nhiều người Trung Á Hồi giáo như Cai Giác, Ubek, Afgan tràn qua biên giới chiếm lãnh các thảo nguyên của người Trung Quốc và trở thành những tín đồ Hồi giáo đầu tiên trên lục địa Trung Hoa. Các hoàng đế thuộc triều đại nhà Nguyên năm 1280 đến 1368 cho phép đạo Hồi được truyền bá tự do. Những người Hồi gốc Trung Á được tự do đi lại và định cư lập nghiệp khắp nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Nhờ đó, những người Hồi giáo Trung Á đã có mặt tại hầu hết các thành phố lớn. Những người Hồi giáo này chịu ảnh hưởng sâu đậm nền văn hóa hỗn hợp Thổ Nhĩ Kỳ Ba Tư. Nhiều người Hồi giáo Trung Á đã được triều đình nhà Nguyên trọng dụng. Như trên đã trình bày, các nước Trung Á Bắc Ấn và phía Tây Bắc Trung Quốc đã bị đạo Hồi chinh phục bằng các đoàn kỵ binh Thổ Nhĩ Kỳ hiếu chiến hiếu sát. Trái lại, miền Đông Trung Quốc và các đảo Thái Bình Dương đã được Hồi giáo chinh phục bởi các đoàn thương gia Ả Rập giàu có, khôn ngoan và ôn hòa. Từ cuối thế kỷ thứ 7, nhiều thương gia Ả Rập đã đặt chân lên bờ biển Trung Quốc, mở nhiều thương điếm tại các tỉnh quen biển. Hơn 200 năm sau, tức vào năm 878, tại Trung Quốc bỗng nổi lên phong trào bài ngoại của đảng Huân Sao. Bọn này thực hiện chính sách khủng bố sát hại 1.200 người ngoại quốc trên đất Trung Hoa. Những người Hồi giáo Ả Rập và Ba Tư phải bỏ Trung Quốc, dời việc buôn bán và giảng đạo đến các nước phía Nam Trung Quốc là xứ Champa, Chàm, Mã Lai và quần đảo Nam Dương. Lịch sử Hồi giáo Ả Rập có ghi, năm 1039, một đoàn thương gia Ả Rập đã đến buôn bán tại Champa và tăng cường công cuộc truyền bá đạo Hồi tại xứ này. Họ đã lập nên tại Champa những cộng đồng Hồi giáo đông đảo. Trong khi đó, những hạm đội hải quân của Hồi giáo Ả Rập đã chiếm giữ Malacca để bảo vệ quyền giao thương trên trục lộ giao thông với Trung Quốc và Nhật Bản. Hồi giáo làm chủ toàn vùng bán đảo Mã Lai và quần đảo Nam Dương trong ba thế kỷ thứ 11 đến thứ 15 và đã biến hai nước này thành hai nước Hồi giáo. Năm 1511, một hạm đội hùng mạnh của Bồ Đào Nha đã đánh thắng quân Hồi giáo Ả Rập tại và chiếm lãnh Malacca để thực hiện hai mục tiêu. Một là để nắm con đường huyết mạch về hàng hải, hầu chiếm độc quyền buôn bán các gia vị Á Châu. Hai là thực hiện tham vọng truyền bá đạo Công giáo ra khắp lục địa Á Châu và các đảo Thái Bình Dương. Malacca là địa điểm chiếm được chiến lược quan trọng vì từ hải cảng Malacca, hải quân Bồ Đào Nha có thể kiểm soát mọi tàu bè từ Âu Châu và địa Trung Hải đến Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản. Kể từ năm 1511, Bồ Đào Nha dùng sức mạnh quân sự chặn đứng sự giao thương và công cuộc truyền đạo Hồi giáo của người Ả Rập tại vùng đất này, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho công cuộc truyền đạo Công giáo tại Á Châu. Một giáo sĩ Công giáo đầu tiên đến Việt Nam là Linh Mục
Ignatius Iñeco, người Tây Ban Nha, đến giảng đạo tại làng Ninh Cường, Bùi Chu năm 1533. 2. Francisco Save, đến giảng đạo cho dân chài tại tỉnh Goa, Ấn Độ năm 1542. Tiếp theo, đó là nhiều đợt xâm nhập của các giáo sĩ Tây Phương đến giảng đạo tại Á Châu trong nhiều thế kỷ. Họ đã tạo nên nhiều cộng đồng tín đồ Công giáo tại Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Nếu so sánh với đạo Hồi, đạo Công giáo được du nhập vào dải đất mang hình chữ S sau đạo Hồi trên 500 năm. Ngay từ năm 1039, tại xứ Chiêm Thành đã có nhiều cộng đồng tín đồ Hồi giáo vì nhiều đoàn thương gia Ả Rập đã đến đây và truyền đạo sau khi họ chạy trốn loạn quân Chao tại Trung Quốc năm 878. Năm 1069, vua Lý Thánh Tông cất quân đánh phá Chiêm Thành, bắt vua Chiêm là chế cũ. Vua Chiêm sợ chết nên phải chuộc mạng bằng cách dâng ba châu địa lý Ma Linh và Bố Chính cho vua Lý. Nhà vua sắp nhập ba châu này vào lãnh thổ Việt Nam và đổi tên thành Quảng Trị Thừa Thiên. Năm 1402, vua Chiêm Thành dâng thêm hai châu nữa là Chiêm Động và Cổ Lũy cho Hồ Quý Ly. Hai châu này trở thành hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi của Việt Nam ngày nay. Như vậy, thực tế lịch sử đã chứng minh Hồi giáo là đạo Thiên Chúa đầu tiên đã xâm nhập dải đất mang hình chữ S từ Quảng Trị Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi thuộc lãnh thổ Tràm trước năm 1069, chứ không phải là đạo Công giáo. Tuy nhiên, đạo Hồi đã không có cơ duyên xâm nhập vào xã hội người Việt dân tộc Kinh và đã trở nên một thứ tôn giáo hoàn toàn xa lạ và bị hiểu lầm nhiều nhất. Chúng ta đã biết Hồi giáo là đạo Thiên Chúa xuất phát từ bán đảo Ả Rập vào đầu thế kỷ thứ 7. Nhưng đến nay, các quốc gia có số tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới là những nước Á Châu, đó là Nam Dương, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về những tình hình Hồi giáo tại các nước này. Nam Dương. Nam Dương là một quần đảo rộng lớn gần 2 triệu cây số vuông với gấp 6 lần diện tích Việt Nam, gồm có 13.000 đạo lớn nhỏ. Java là đạo lớn nhất, quy tụ 60% dân số cả nước, thủ đô Jakarta. Nằm trên đảo này, dân số Nam Dương là 203 triệu người, gồm có 40% là người Javani, người Java, 14% Sudanese. Số còn lại là người Hoa và các dân tộc khác. Về tôn giáo, Hồi giáo 87%, Công giáo La Mã 9%, 20 triệu và Ấn giáo 4%, 9 triệu. Ngôn ngữ của Nam Dương là tiếng Mã Lai, nhưng chữ viết của họ được mô phỏng theo chữ Ả Rập. Những thương gia Hồi giáo Ả Rập đã đến giảng đạo tại Nam Dương từ thế kỷ thứ 8 nhưng không kết quả trước các ảnh hưởng sâu đậm của Ấn giáo tại vùng đất này. Phải đợi đến thế kỷ thứ 15, một biến cố lớn lao đã xảy đến làm thay đổi tình hình đất nước này. Đó là sự kiện vua Radin Patat theo đạo Hồi đã ra lệnh cho toàn đảo Java phải bỏ đạo Hindu để theo đạo Hồi tập thể. Chỉ trong một thời gian ngắn, vua Patat đã biến đại đảo Java thành một vương quốc Hồi giáo. Đầu tiên tại Á Châu năm 1568, vua đảo Sumatra, đảo lớn thứ hai trong quần đảo Nam Dương, là ông Quang Ha ra lệnh cho toàn dân trên đảo phải theo đạo Hồi. Sau đó hai đảo lớn này là các đạo khác thống nhất tại tạo thành một nước Indonesia và có số tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới. Vào cuối thế kỷ thứ 6, thứ 16, các giáo sĩ Bồ Đào Nha đã đến giảng đạo Công giáo tại miền Đông Timor và đảo Molucca. Họ đã thành lập tại hai đảo này nhiều công đoàn Công giáo đông đảo. Năm 1945, Nam Dương giành lại độc lập
từ tay thực dân Hòa Lan. Hai chính quyền của Sukarno và Suharto đều muốn tách rời chính trị ra khỏi các ảnh hưởng tôn giáo để biến Nam Dương thành một quốc gia kế tục. Tuy nhiên, các thế lực cuồng tín Hồi giáo và Công giáo đã tự võ trang và gây ra cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 40 năm, khiến cho trên 1 triệu người chết và 2 triệu người phải tản cư. Cuối cùng, Liên Hợp Quốc phải can thiệp để chấm dứt nội chiến bằng cách công nhận là nước Đông Timor Công giáo thuộc lập kể từ tháng 8 năm 1999. Mã Lai. Đạo Hồi xâm nhập Mã Lai từ cuối thế kỷ thứ 7, tuy nhiên chỉ có một số ít dân theo đạo này mà thôi. Mã Lai bắt đầu được cả thế giới chú ý khi hải cảng Malacca từ Ý biến thành hải cảng tự do vào năm 1400. Năm 1413, ông Hoàng Paranevara cai trị Malacca theo đạo Hồi, khiến cho nhiều dân Mã Lai cũng bắt chước theo đạo Hồi rất đông. Năm 1511, Bồ Đào Nha dùng sức mạnh quân sự chiếm Malacca và cai trị vùng này đến đầu thế kỷ thứ 17. Sau hơn một thế kỷ lệ thuộc Bồ Đào Nha, nhiều người Mã Lai đã theo đạo Công giáo, nhưng đại đa số vẫn giữ đạo Hồi. Dân số Mã Lai hiện nay là 18 triệu người, 50% theo Hồi giáo, số còn lại là Ấn giáo, Công giáo và Phật giáo. Từ lúc được độc lập đến nay, Mã Lai luôn luôn được lãnh đạo với các chính quyền Hồi giáo. Philippines. Dân số Philippines sắp xỉ với Việt Nam, tức vào khoảng gần 80 triệu người, 85% Công giáo, số dân theo đạo Hồi là 7 triệu. Quy tụ đảo Mindanao, Sulu và Basilan với khoảng 3.000 đền thờ Hồi giáo. Philippines có 2 trường đại học riêng với 9.000 sinh viên. Dân Công giáo phi sử dụng ngôn ngữ Tagalog là chính, trong khi đó 7 triệu người Hồi giáo xứ phi sử dụng ngôn ngữ Maranao. Đạo Hồi đã được du nhập vào Philippines do một hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử, đó là biến cố quân Mông Cổ đã chiếm thủ đô Baghdad của Iraq vào năm 1258. Nhiều học giả Hồi giáo Iraq đã dùng thuyền chạy trốn và cuối cùng họ đã lưu lạc đến các đảo phía nam Philippines. Họ giảng đạo cho dân các đảo này và đã được dân đảo tôn trọng như các vị thánh. Sau khi chết, các vị thánh Hồi giáo đã được dân địa phương mai táng và xây cất những ngôi mộ rất đẹp. Họ biến những ngôi mộ này thành những địa điểm hành hương cho khắp thập phương đến kính viếng. Trong một những ngôi mộ nổi tiếng nhất hiện nay là mộ Makdum Karim trên đảo Sulu. Ông là người Iraq đầu tiên giảng đạo Hồi tại Philippines vào giữa thế kỷ thứ 13. Sau 3 thế kỷ đạo Hồi tồn tại và phát triển trên quần đảo Philippines, thì quần đảo này bị Tây Ban Nha chiếm vào thế kỷ 16. Vua Tây Ban Nha lúc đó là Philip rất sùng đạo Công giáo đã ra lệnh cho quân đội sùng đạo dùng bạo lực cưỡng ép dân phi theo đạo Công giáo. Chính quyền thuộc địa Tây Ban Nha đã đặt tên cho quần đảo này là Philippines, ngụ ý quần đảo thuộc quyền cai trị của vua Philip. Năm 1896, hải quân Mỹ đánh chiếm Philippines từ Tây Ban Nha. Tổng thống Mỹ lúc đó là McKinley rất sùng đạo Tin Lành, đã áp dụng chính sách vừa dụ dỗ và cưỡng ép người Hồi giáo phi cải đạo sang Tin Lành. Người Hồi giáo ở Sulu phát động cuộc chiến tranh chống Mỹ kéo dài 18 năm, năm 1896 đến năm 1914, gây nhiều tổn thất cho Mỹ. Chính quyền Mỹ thay đổi chính sách bằng cách di dân Công giáo từ khắp nơi trong nước đến định cư tại các đảo miền Nam từ năm 1915 đến năm 1939, 24 năm liền, nhằm tạo các vùng soi đầu để phá vỡ tính đồng nhất của các cộng đồng Hồi giáo. Bắt đầu từ năm 1968, người Hồi giáo tại miền Nam
Philippines tổ chức các cuộc khủng bố dân công giáo. Năm 1973, dân tộc lớn nhất ở miền Nam là Moro thành lập mặt trận dân tộc giải phóng Moro. Nhiều nước Hồi giáo trên khắp thế giới tích cực ủng hộ và tài trợ cho mặt trận này. Ngoài ra, một số các tổ chức khủng bố Hồi giáo khác cũng được thành lập như tổ chức Abu Sayyaf từ năm 1990. Tổ chức này thực hiện một cuộc bắt cóc 19 người ngoại quốc lớn rất táo bạo và tại đảo Jolo ngày 23 tháng 4 năm 2000, làm chấn động dư luận thế giới. Dưới chính quyền của Tổng thống Marcos, trong thập niên năm 1970, cuộc nội chiến giữa dân công giáo và Hồi giáo tại đảo Mindanao đã làm thiệt hà mạng 120.000 người. Sau đó, chính quyền Aquino đã phải ký kết với người Hồi giáo Mindanao một hiệp định công nhận quy chế tự trị. Từ năm 1986, những người Hồi giáo cực đoan không phải hài lòng với quy chế tự trị này, đã tự động thành lập một lực lượng võ trang chống chính phủ với 40.000 tay súng. Bọn người này hiện đang tiếp tục chống chính phủ và gây kinh hoàng cho dân chúng tại Mindanao. Các ký giả Tây phương gọi vùng này là Posina của Á Châu, Ấn Độ. Trước năm 1947, Ấn Độ là một lãnh thổ rất rộng lớn, thường được gọi là tiểu lục địa Ấn Độ, vì nó bao gồm cả nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka. Tổng thống tín đồ Hồi giáo trên tiểu lục địa này là 250 triệu người. Đạo Hồi đã đến với tiểu lục địa Ấn Độ lần đầu tiên vào năm 711 khi quân Hồi giáo Ả Rập đánh chiếm tỉnh Sindh, nay là Pakistan. Đến thế kỷ 11, toàn miền Bắc Ấn Độ theo Đạo Hồi, trong đó có tỉnh Ganavich, nay là nước Afghanistan. Vào năm 1206, Thổ Nhĩ Kỳ cai trị Ấn Độ đã biến nước này thành quốc gia Hồi giáo Ấn Độ, đặt thủ đô tại Lahore. Năm 1555, Hoàng đế Humayun của đế quốc Mông Cổ Hồi giáo chiếm toàn thể lãnh thổ Ấn Độ và cai trị xứ này. Từ đó đến năm 1858 thì bị đế quốc Anh thay thế 303 năm. Trong 3 thế kỷ rưỡi dưới sự thống trị của đế quốc Mughun, nhiều người Ấn Độ đã bỏ đạo Hindu theo Hồi giáo. Từ đầu năm 1946, tại khắp nước Ấn Độ bỗng nhiên xảy ra vụ xung đột đẫm máu giữa Hồi giáo và Ấn giáo. Ngày 14 tháng 8 năm 1947, người Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ, nhưng tách tỉnh Sindh có đại đa số dân theo Hồi giáo thành một nước riêng gọi là Pakistan. Theo tiếng địa phương, Pakistan có nghĩa là đất của người Hồi. Người Hoa gọi Pakistan là Hồi quốc. Hồi quốc có hai phần là Đông Hồi và Tây Hồi. Sau khi tiểu lục địa Ấn Độ chia ra thành hai nước theo tôn giáo, những cuộc di cư vĩ đại đã xảy ra. Những người Hồi giáo từ các vùng thuộc Ấn giáo di cư đến Pakistan, ngược lại, những người Ấn giáo tại Pakistan di cư về Ấn Độ. Tuy nhiên, có nhiều người đã không di cư và đành phải ở lại với những người khác tôn giáo, riêng tại các vùng thung lũng sông Hằng còn ở lại 40 triệu người Hồi giáo. Những tỉnh có đông dân theo Đạo Hồi như Kashmir, Jammu, Punjab và Bengal lại được người Anh chia cho Ấn Độ kiểm soát. Tổng số người Hồi tại các tỉnh này lên tới 20 triệu. Từ năm 1948 đến nay, tại những vùng sôi động này thường xuyên xảy ra những vụ xung đột đẫm máu giữa những người anh em cùng một chủng tộc nhưng khác tôn giáo. Trên toàn lãnh thổ Ấn Độ có 12% dân số theo Đạo Hồi. Nói chung, Hồi giáo đã đến với Nam Dương, Mã Lai và Philippines qua sự truyền giáo của các đoàn thương gia Ả Rập tương đối có truyền thống ôn hòa. Ngược lại, Hồi giáo đã đến với tiểu lục địa Ấn Độ bằng các dấu chân của những đoàn quân xâm lược. Đoàn kỵ binh Ả Rập từ phía Tây đánh qua quân Thổ Nhĩ Kỳ,
từ các nước Trung Á kéo tới và quân Ba Tư từ phía Tây kéo sang. Đặc tính hiếu chiến hiếu sát của những đoàn quân xâm lược Hồi giáo là một phần nào tạo nên xu hướng bạo động của các tín đồ Hồi giáo tại vùng Bắc Ấn. Đại đa số giai cấp tiền dân Ấn Độ bất mãn với chế độ phân chia giai cấp rất dã man của Ấn giáo nên đã đi theo đạo Hồi. Trong khi đa số dân Ấn Độ suy dinh dưỡng nhưng vì mê tín nên đã thờ bò và không dám ăn thịt bò. Ngược lại, những người Hồi giáo kiêng ăn thịt heo nhưng lại thích giết bò để ăn thịt. Tất cả những mâu thuẫn trên đã gây ra những cảnh nổi nồi da sáo thịt thê thảm giữa những người Ấn theo đạo Hindu và đạo Hồi. Các cuộc chiến tranh tôn giáo đã diễn ra trên nửa thế kỷ và vẫn còn tiếp diễn. Hiện nay Ấn Độ và Hồi giáo và Hồi Quốc đã sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau bằng vũ khí nguyên tử vào bất cứ lúc nào. Pakistan, Hồi Quốc. Như ta đã biết, Pakistan đã tách ra từ Ấn Độ năm 1947. Ngay từ khi mới tách rời đến nay, hai nước Ấn và Hồi luôn luôn có chiến tranh với nhau về tôn giáo và tranh chấp biên giới. Năm 1971, Đông Hồi tách ra khỏi Tây Hồi để thành lập riêng nước riêng Bangladesh, thủ đô đặt tại Dhaka, dân số khoảng 100 triệu người. Hiện ở Pakistan có 14% dân số theo đạo Hindu. Trên phương diện chính trị, Pakistan không phải là một quốc gia Hồi giáo. Nhưng Hiến pháp năm 1973 của Pakistan có điều khoản quy định không một điều luật nào của Pakistan trái ngược với kinh Koran và luật Hồi giáo Sharia. Năm 1974, Thủ tướng Bhutto muốn đưa Pakistan ra khỏi ảnh hưởng đạo Hồi đã tuyên bố Pakistan là một thực thể phi Hồi giáo. Tuy nhiên, Quốc hội Pakistan bị ảnh hưởng Hồi giáo nặng nề vẫn duy trì việc áp dụng luật Sharia trên toàn quốc. Từ năm 1980 đến nay, những người Hồi giáo cực đoan đã tự ý vượt lên biên giới sang Ấn Độ hoạt động khủng bố. Chính phủ Ấn Độ đã phải đối phó lại bằng cách ra lệnh cho binh sĩ và cảnh sát Ấn có quyền bắn chết quân khủng bố tại chỗ mà không cần phải đưa ra tòa xét xử. Theo thông cáo chính thức của chính phủ Ấn thì từ năm 1990 đến năm 2015, chính quyền Ấn đã bắn chết tại chỗ khoảng 28.000 quân khủng bố Hồi giáo Pakistan. Giới báo chí Tây Phương cho rằng con số thực tế đã cao hơn rất nhiều lần. Trung Quốc. Chính phủ Bắc Kinh chính thức công bố con số tín đồ Hồi giáo trên toàn lãnh thổ Trung Quốc hiện nay là 60 triệu. Con số đưa ra có vẻ lớn lao nhưng thực sự chỉ là một tỷ lệ nhỏ nhoi 0,5% so với dân số toàn quốc theo Seret Fera trong tác phẩm Islam sản xuất bản năm 2000 trang 283. Sử sách Trung Quốc có ghi vào năm 651, vua Hồi giáo Uthman đã cử đặc sứ đến yết kiến hoàng đế Trung Hoa. Đời nhà Đường dâng lên hoàng đế nhiều cổ vật quý hiếm của xứ Ả Rập để thiết lập mối giao hữu giữa hai nước. Ít lâu sau, nhiều thương gia Hồi giáo Ả Rập và Ba Tư đã đến buôn bán và định cư tại Trường An, Quảng Châu và Hàng Châu. Từ cuối thế kỷ thứ 8, người Trung Quốc đã đọc sách chữ Hán và viết về Hồi giáo. Đó là sách của Du Han. Một người Trung Quốc đã sống 12 năm tại các vùng nước Ả Rập Hồi giáo năm 751 đến 762. Sau khi trở về Trung Quốc, ông đã viết sách giới thiệu Hồi giáo và đời sống các nước Ả Rập trong thế kỷ thứ 9. Các sách niên giám ghi nhận sự kiện tại triều đình Trung Hoa có tới 37 phái đoàn các nước Hồi giáo đến triều yết hoàng đế Trung Quốc. Học giả Trang Duân viết sách tạp chí về Hồi giáo Trung Quốc cho biết thành phần Hồi giáo quan trọng nhất tại Trung Quốc là những người Trung Quốc Trung Á dưới đời nhà Nguyên năm 1271-1368.
Nhiều người trí thức Hồi giáo Trung Á đã được triều đình mà nhà Minh trao cho nhiều chức vụ quan trọng đặc trách về y khoa, thiên văn, văn chương và nhất là kỹ thuật quân sự. Đến đời nhà Minh năm 1368 đến năm 1644, nhiều nhân tài Hồi giáo vẫn tiếp tục được trọng dụng. Nhiều độc giả Hồi giáo viết sách chữ Hán quảng bá đạo Hồi như Van Dai Du viết sách Đại học Hồi giáo. Phỏng theo sách Đại học của Khổng giáo, cuối đời Tống, học giả Yin Zi viết sách Triết học Hồi giáo về bản chất và con người và lý trí. Các người Hồi giáo tại Trung Quốc đều tự xưng là Hui, nên người Trung Quốc gọi là người Hồi. Hui theo bộ gọi là đạo Hồi. Hui sau gọi là Hồi giáo. Vào năm 1862, lần đầu tiên kinh Koran được dịch sang chữ Hán năm 1927. Trọn bộ kinh Koran bằng tiếng Nhật được dịch sang chữ Hán và in tại Bắc Kinh với phần phụ đề bằng tiếng Anh là The Quran, The Koran. Hiện nay tại các thành phố lớn của Trung Quốc lục địa đều có nhiều người Hồi giáo Trung Quốc sinh sống bằng các nghề chuyên môn với trình độ kỹ thuật cao. Bắc Kinh có 200.000 thiên tăng, 150.000 Thượng Hải và 50.000 họ chuyên làm các đồ bằng da, len sợi, nữ trang, đóng hộp thịt bò, sản xuất mì sợi và nhất là kỹ nghệ nhà hàng. Về phương diện chính trị, từ thế kỷ 19 đến nay, những người Hồi giáo tại Tân Cương và Vân Nam đã nhiều lần nổi lên chống chính quyền Trung Quốc để đòi thành lập quốc gia tự trị đối với họ, vùng đất họ cư ngụ là lãnh thổ riêng của họ chứ không thuộc Trung Quốc, vì tổ tiên họ là những người Trung Á đã đến đây lập nghiệp và định cư nhiều ngàn năm trước khi bị người Trung Quốc xâm chiếm. Mới đây các nhà khảo cổ Nga đã đào được nhiều xác ướp tại sa mạc Tắc Lima Khan thuộc tỉnh Tân Cương. Các cuộc giảo nghiệm đã xác nhận những xác ướp này là những người Khao Ca Sốt đã sinh sống tại Tân Cương từ 4.000 năm trước, tức khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Như vậy, đất Tân Cương là phần đất của giống dân Trung Á xưa kia và đã bị Trung Quốc xâm lăng sau đó. Việt Nam. Theo giáo sư Sisat Khera thuộc Đại học Minnesota, tác giả cuốn Islam sản xuất năm 2000, Bắc Rân, trang 275 đến 276, thì hiện nay Việt Nam có 55.000 tín đồ Hồi giáo, chiếm 2/3% là người Chà Và gốc Nam Dương và gốc Kim Thành, 1/3 còn lại là người Việt gốc Miên. Riêng tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có 70.000 người Chim Thành, chia ra 50.000 theo Ấn giáo Hindu và 20.000 theo Hồi giáo. Số người Chà Và tại đồng bằng sông Cửu Long là 25.000 người, đều có tổ tiên tại Nam Dương, đã theo đạo Hồi nhiều thế kỷ trước khi di cư qua Việt Nam. Tại Sài Gòn có 10.000 người theo Hồi giáo thuộc nhiều chủng tộc sau năm 1975. Có 1.750 người Hồi giáo xin đi di cư qua Yemen và 2.000 người xin qua Mã Lai. Các du khách Hồi giáo đến Việt Nam nhận thấy Hồi giáo tại Việt Nam đã mất đi tính cách chính thống vì đã bị lai tạp với Phật giáo và Ấn Độ giáo rất nhiều. Tại nhiều nhà thờ Hồi giáo có vẻ rồng phượng và hoa sen, quan niệm về Allah rất mờ nhạt. Có nơi tín đồ Hồi giáo đọc kinh khấn vái Ali, con rể của Muhammad, và gọi Ali là con Thiên Chúa, là điều đạo Hồi cấm kỵ. Người Hồi giáo Việt Nam thường không ăn chay trọn tháng Ramadan mà chỉ ăn chay 3 ngày mà thôi. Sau đó họ bày ra tiệc tùng linh đình tại nhà thờ và mời bạn bè theo các đạo khác đến ăn cho vui. Từ trước đến nay đạo Hồi không bị kỳ thị tại Việt Nam, nhưng đối với Hồi giáo thế giới thì Hồi giáo Việt Nam giống như một ốc đảo cô đơn.
họ cách ly với thế giới bên ngoài do trở ngại về ngôn ngữ, và hầu như không có ai biết tiếng Ả Rập để học hỏi trực tiếp về giáo lý đạo Hồi. Vả lại, tỷ số Hồi giáo chưa tới 1/1000 trên tổng số dân Việt Nam. So sánh với các nước Á Châu khác, cộng đồng Hồi giáo Việt Nam rất nhỏ bé và không có một ảnh hưởng chính trị nào. Hồi giáo tại các nước Á Châu khác, quốc gia dân số tín đồ Hồi giáo: Nhật Bản 130 triệu trên 100.000, Taiwan 20 triệu 80.000, Campuchia 5 triệu 350.000, Thái Lan 55 triệu 6 Thái Lan 55 triệu đến 6 triệu, Singapore 3 triệu 500 ngàn. Riêng tại tỉnh Kampong Cham thuộc Campuchia có 300 ngàn người Hồi giáo gốc Chạm. Tổ tiên họ là những người Hồi giáo Kim Thành đã di cư sang Campuchia trong thế kỷ 11 sau cuộc chiến tranh Bình Chiêm của các vua đời Lý của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình xin đính chính lại chút xíu này là Thái Lan 55 triệu 600 ngàn người, chứ không phải là bị tác giả đã ghi 55 triệu rồi 6 triệu, cho nên mình đọc bị nhầm lẫn. Không có lý nào mà 55 triệu 600 ngàn, 6 triệu được thành 55 triệu 600 ngàn người. Xin cảm ơn các bạn, xin lỗi quý vị các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, và mình sẽ làm những đề tài tiếp theo hay ho và hấp dẫn hơn. Trong lúc mà truyền tải giọng đọc cũng như những cái tiếng của nước ngoài, mình cũng không thành thạo lắm, cho nên có điều sự chậm trễ, nhầm lẫn hoặc không đúng chính tả. Mong quý vị thính giả nghe và góp ý chân thành. Xin tri ân quý vị và các bạn.